Ngày 8 tháng 4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Võ Thị Ngọc Quyền sinh 1976, ngụ quận 7 để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quyền là nhân viên vệ sinh của công ty L ở khu dân cư Him Lam, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, do ông S sinh 1955 mang quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc làm giám đốc. Trong lúc làm việc, nữ nhân viên phát hiện trong phòng ông S có tủ gỗ không khóa và chứa két sắt nhỏ bên trong. Lợi dụng trong lúc ông S đi công tác xa và sau đó ngày 6 tháng 4, Quyền nhờ thợ mở két sắt và lấy đồng hồ, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, đá cẩm thạch với tổng tài sản ước khoảng 3,4 tỷ đồng. Công an huyện Bình Chánh phối hợp với phòng PC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc điều tra truy xét xác định Quyền là nghi phạm. Ban đầu Quyền không thừa nhận hành vi, quanh co chối tội. Tuy nhiên khi điều tra viên đưa ra bằng chứng thì Quyền mới nhận tội. Trưa ngày 8 tháng 4, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi tiến hành vớt thi thể nam giới nằm dưới mương thoát nước gần cầu Trà Khúc 2, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Sáu, tổ trưởng tổ 2, phường Lê Hồng Phong cho biết thi thể nam giới tên M, khoảng 40 tuổi, trú huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Khoảng 3-4 ngày nay, M luôn quanh quẩn ở khu vực dưới gầm cầu Trà Khúc 2. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Lê Hồng Phong, hiện người nhà của nạn nhân đang trên đường từ huyện Sơn Hà xuống thành phố Quảng Ngãi để nhận diện thi thể. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Chiều 8 tháng 4, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết đang cấp cứu ông L, 34 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, bị thương do voi rừng tấn công. Trước đó, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, ông L ra khu vực trải để thả bò thì bất ngờ voi rừng từ trong lùm cây xông ra tấn công con bò. Sau đó, ông L bỏ chạy nhưng vẫn bị con voi đuổi theo kịp và quật ngã ông. Người dân làm trải gần đó đã kịp thời đến xua đuổi voi đi và đưa ông L đi cấp cứu. Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn các huyện Định Quán và Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, thường xuyên có voi rừng đến phá hoại hoa màu của người dân. Chính vì vậy, các địa phương khuyến cáo khi voi xuất hiện thì nên nhẹ nhàng xua đuổi, tránh gây xung đột. Chiều 8 tháng 4, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai em nhỏ tử vong. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, em H 10 tuổi và em B 7 tuổi ở thôn Bồ Nung, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà cùng với em B 7 tuổi ở thôn Tà Gầm, xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà rủ nhau đi bắt ốc dưới ruộng. Đến hơn 9 giờ khi đang trên đường về nhà thì cả ba em lội qua suối nước lát thôn Bồ Nung, riêng em H lội qua trước và sang bờ bên kia an toàn. Còn lại hai em khác cùng lội qua sau nhưng không ai bị nước cuốn trôi, chìm dưới vũng nước sâu và đã tử vong. Ngày 8 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết từ 9 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra 9 điểm kinh doanh của công ty cổ phần kinh doanh F88, gọi tắt là công ty F88, gồm có 3 điểm ở thành phố Tam Kỳ, 2 điểm ở thị xã Điện Bàn, còn ở thành phố Hội An, huyện Duy Xuyên, huyện Núi Thành và huyện Thăng Bình, mỗi nơi 1 điểm. Việc tiến hành kiểm tra hành chính được cho là để làm rõ công ty F88 có bảo đảm an toàn và cho vay có nặng lãi hay không, đặc biệt có việc đòi nợ đe dọa cưỡng đoạt tài sản người vay hay không, đồng thời kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế kịp thời phát hiện hạn chế, từ đó chấn chỉnh và xử lý nếu có vi phạm. Công ty F88 được thành lập vào năm 2013, hoạt động chính ở mảng cho vay tiền, cầm đồ. Hiện F88 là chuỗi cầm đồ cho vay tiền lớn nhất cả nước, với khoảng 800 cửa hàng và điểm bán hàng trên toàn quốc. Kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thể hiện các bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu được bồi thường và xin lỗi công khai. Trong đó ca sĩ Thủy Tiên và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lại có yêu cầu bồi thường gần 90 tỷ đồng. Cụ thể ca sĩ Thủy Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần 14,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào tối 7 tháng 4, ca sĩ Thủy Tiên đã đăng tải thông tin liên quan về vụ việc và cho biết cô không yêu cầu bồi thường thiệt hại về tinh thần 14 tỷ đồng. Tất cả bằng chứng về thiệt hại của công ty, phía luật sư của ca sĩ Thủy Tiên đã gửi cho cơ quan điều tra. Đây là số tiền mà công ty đã bị tất cả các đối tác nhãn hàng đồng loạt hủy các hợp đồng đã ký. Thậm chí một số đối tác còn kiện công ty quản lý ra tòa và yêu cầu bồi thường tổn thất. Còn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bị can Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà Hằng đã xúc phạm ông Hưng.